Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc gói trị tuyến trùng này, diệt cả sâu và trứng sâu luôn nhé. Cái này các anh chị sẽ sử dụng để rắc xuống đất cho cái đất chuẩn bị trồng cây ấy. Cái số này sẽ đi về Vĩnh Phúc để làm việc với cái đất để trồng rau này. Cái này các anh chị có thể là sử dụng cho rau trước khi trồng trồng cho những cái đất trước khi trồng rau, hoặc là mình sau khi mình trồng mình có thể là rắc hoặc hòa nước tưới đều được nha các anh chị nhé. Nó sẽ đặc trị những cái con như tuyến trùng, những cái con sâu con bọ ở dưới đất này, và diệt cả trứng sâu, diệt bớt cả những cái con trứng trứng con sâu này. Nó là thuốc sinh học với phụ gia là hữu cơ. Thuốc có thể hòa tan nhé. Gói này gói 1 kg này, các anh chị có thể dùng được khoảng từ 500 đến 800 mét vuông. Trong đây nó vừa là thuốc sâu vừa là phân bón luôn nhé, hai trong một. Gói 1 kg các anh chị có thể sử dụng cho được khoảng tầm 500 đến 800 mét vuông nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.